Hello, xin chào mọi người nha. Và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Tùng MG, đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với ARK Survival Evolved. Thì nói về tập trước nhẹ một tí, đó là mình đã hoàn thành cái chiến dịch The Mosasaurus rồi. Thì hiện tại hôm nay chỉ có một mình thôi. Hoàng Anh, Sĩ và ngày hôm qua cũng như là sao ta, ngày hôm qua mình hoàn thành xong chiến dịch đó, thì Sĩ có nó có mời một đứa bạn nó vào chơi, nhưng mà hôm nay tụi Hoàng Anh, Sĩ và đứa bạn đó, bạn của Sĩ nó tất cả đều bận hết rồi, và hôm nay mình quay một mình hả hả. Không sao, quay một mình thì các bạn thấy mực cứt vải không? Ui, con nào đánh tao vậy? Đây đó, mình đã làm hai cái platform cho nó rồi. Ok, các bạn thấy là cái đầu cưỡi của con Mosa nó to hơn so với đầu cưỡi của con cẩu dài hả các bạn, bởi vậy nó mới tốn nhiều, rất là nhiều sắt hơn đó, tốn hình như gấp 10 lần luôn á. Con cổ dài tốn con trăm mấy thôi, con mua xe tốn ngàn mấy. Holy shit. Thì nhiệm vụ của chúng ta hôm nay đó là xây dựng một công viên, một đế chế Tùng MC vững mạnh nào. Đây. Và bây giờ thì mình sẽ hình dung cho các bạn xem nha. Mình xin phép trước các bạn, để cái này là nói sợ nhiều khi các bạn không hiểu, cho nên mình xin phép sử dụng lệnh bay. Bay lên. Đây. Thì bây giờ á, mình sẽ xây một cái chuồng khổng lồ, siêu to khổng lồ luôn. Đấy, các bạn thấy mình có ngầu không? Thì chúng ta bắt đầu từ cái điểm này đó. Bắt đầu từ đây, chúng ta đi qua đây. Và chúng ta sẽ quẹo qua đây nè. Quẹo qua đây, tới đây. Có thể là ra tốt ngoài kia luôn. Và chúng ta sẽ đi... Ô, Hoàng Anh vô rồi các bạn. Hoàng Anh vô rồi, alo ông ơi. Ơi, tôi nghe đây ông ơi, mời tôi ông ơi. Ok. Nãy tôi nhắn tin cho ông mà không thấy ông rep. Tưởng ông ngủ. Sorry anh em nha, tôi vừa đi tán gái về. Gì vậy? Phải luôn. Tán gái vẫn xịt ông ạ. Không chưa yêu game sao tôi mời ông không được nhờ. Đây tôi đang bắt đầu đăng nhập vào. Tán gái nhưng mà vẫn xịt ông ạ. Thế mới cay. Thanh niên Hoàng Anh tối ngày chứ ăn sau rồi đi làm cái là đi tán gái, không như mình còn phải làm clip với các bạn thấy không, mình đánh đổi cả thanh xuân bạn gái mà mình có thể quay cho các bạn xem, mà các bạn phải ủng hộ mình, yêu quý mình nhiều hơn nhé. Ok, thì chúng ta mình sẽ quay lại vấn đề xây chuồng. Để tôi mời ông Hoàng Anh vô rồi tính tiếp ha anh em. Vẫn chưa thấy mời được ông. Đây ông mời đi, bây giờ ông mời. Không được rồi, tôi tắt rồi, tôi mời lại anh em chờ mình tí nha, để mình mời Hoàng Anh vào một cái rồi đi liền. Thấy tôi mời chưa ông ơi? Để tôi xem chưa ông ơi. Quên, tôi chưa tạo hot. Ok các bạn chờ tí, ông trong chờ tôi tí, tôi nói xong cái này rồi tôi tạm ngưng cái. Thì như thế này, mình sẽ xây ngang qua đây ha, có thể là đi ra tới bên kia luôn. Và sau đó mình sẽ bẻ một cái cua đại khái là một hình chữ nhật đó các bạn, một hình chữ nhật. Thì bẻ một cái góc qua đây nè, đó cái góc qua tới cái khu vực bên đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ trải dài hết cái vùng đất biển này luôn nè. Đó. Dài qua đây ha. Rồi thôi đứng yên. Và sau đó chúng ta sẽ bao biển luôn ha, méo méo qua biển này đó, hợp lý không? Và mình sẽ xây, tại vì đây mình không có cài mod Jurassic nha các bạn, mình không có cài mod cái giống như cái bức tường trong Jurassic, cho nên là mình sẽ chơi cây nhà lá vườn luôn. Rất là may mình có cài cái Earth Loot này, Chutter Earth Loot. Thì mình sẽ xây bằng những cái Behemoth Stone này, những cái cổng mà siêu to khổng lồ như thế này mình có tham khảo rồi. Thì đây là cái cổng to nhất trong ARK rồi, cho to nhất trong mod luôn rồi. Có một cái bức tường nó còn to hơn nữa, nhưng mà mình thấy nó xấu các bạn. Đi lại gần thì cửa nó sẽ tự mở luôn. Mình sẽ disable nó, kiểu như nó có một cái chức năng auto mở các bạn, mình sẽ tắt nó đi. Đó, đại khái là như vậy hả các bạn.
Thì hôm nay chúng ta sẽ cần phải farm rất rất rất, rất là nhiều là đằng khác luôn. Hiện tại thì hôm qua mình sĩ với bạn con sĩ á, mình có nhờ tụi nó đi farm giùm rồi. À, quá nhiều trong một cái tủ đồ luôn. Và mình mong hôm nay sẽ đủ ha, nghĩ là trong tập này sẽ đủ. Rồi bây giờ mình sẽ trở về và mình tạo hết cái trong Hoàng Anh vào ha các bạn. Chắc lấy gì đấy stone cho nó khỏe. Ok, mình vô rồi các bạn ơi. Có cả sĩ và Hoàng Anh vô luôn rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào việc ngay và lập tức ha. Bây giờ thì mình sẽ dời cái bàn Rafting Earth Boot này ra để mình có thể kiểu như là đem đồ vô là để vô Rafting luôn, khỏi mất công phải chạy ra chạy vô các bạn. Để coi mình Raft được cái gì rồi. Và mình sẽ Raft Behemoth trước. Behemoth thì thiếu Stone. Ok, thiếu Stone để mình đem Stone vô Raft cho bớt đồ rồi sau đó mình sẽ dời ra. Stone trong này hơi bị very much. Hồi tối này anh cày á, anh làm bài tập của anh xong rồi anh chả có vấn đề gì, lúc đó cũng bốn mấy mẹ rồi anh chơi tới 5 giờ anh ngủ luôn. Ơi một đống đó. Mấy này thức hơi bị nhiều quá, thức hơi bị nhiều đấy. À, sáng hôm qua em quay. Sướng. Phê mát phê. Ok và bây giờ mình tới đây mình sẽ xây nha các bạn. Cái này nó tại sao nó không tự bắt ta tới giờ nó. Okay, có thể nào mà giết con Ronto này hay không? Ok tất cả vô bắt xẹp hết đi. Tới giờ ARK nó vẫn chưa có cái gọi là cái điều chỉnh về cái xây dựng cho nó dễ các bạn. Ví dụ như mình muốn xây chiều ngang chiều dọc gì đó thì nó sẽ tự bắt nhịp cho mình được dễ hơn. Nó bắt mình xây khống khó quá. Rồi và bây giờ thì xây một cái cua ở đây. Đã chậm niêm tiến sai rồi. Được bắn anh, cho em bắt đi, cho em muốn cảm nhận được bắn. Ui à. Ui, farm gỗ với farm mấy giùm tôi đi, farm gỗ với farm stone đi. Gỗ cả stone này, đây gỗ đây. Rồi và sau đó thì chúng ta sẽ để cái cửa này ở đây. Đấy. Hợp lý. Mình sẽ dự án của mình sẽ xây bao quanh cái biển luôn hả các bạn. Và cái khúc này mình sẽ để một cái lối đi kiểu như là đi tham quan khủng long và ở những cái mép của Fawson này nè, mình sẽ xây những cái railing là cái hàng rào đấy các bạn. Mình sẽ chắn và đây là cái đường đi đấy, và từ bên đây thì chúng ta sẽ phóng một cái cầu qua cái bãi cá. Hợp lý thôi, ai đi nó bắn tung tóe luôn. Chị ơi, em phan đá đi chị ơi. Ok và bây giờ tiếp tục rap nào các bạn. Đây đây, gỗ ở trong con thang gì đó ông ơi. Ok ông cứ bỏ vào cái store mà để ở ngoài đó không? Đâu, cái nào? Đó cái store đấy. Cái trong đó tôi để nhiều lắm. Ok bây giờ mình wrap cái này ra đó là xong. Wrapping metal stone và wood. Mình sẽ nuôi một bầy đô đi đánh với T-Rex. Stone như wood bên này cả đống đây mà stone thì không có nhiều. Ôi, sĩ ơi đâu anh, em phụ anh farm giùm cho anh xong đi rồi lúc đó chúng ta đi sẽ đi ấy. Chúng ta là muốn gì có nấy luôn em. À, quên nữa các bạn, mình quên nói các bạn là hôm qua trong lúc rảnh rỗi thì sĩ và bạn của nó có đi farm có đi theo được một con T-Rex bằng stack đó các bạn. Để mình để qua đây cho các bạn xem. Ui cái này phải để trên fashion mới được hả ta, khó ta. Vậy để mình phá cái này ra. Đó mình sẽ xây cái rail lưng giống cái này nha các bạn. Undo.
hợp lý. À, đây. Bước ra luôn. Các bạn đang xem mình thấy hay thì like, subscribe cho mình nha, giúp cho mình cán mốc 10.000 subscriber. Từ đây tới Tết là vừa luôn. Rồi, hợp lý. Và bây giờ chúng ta sẽ tha Stone và thác vào đây hết. À, giờ ông bỏ vô cái wrapping ở ngoài kia, tôi đặt ở trong nhà luôn đi ông ơi. Tôi không đi được ông ơi, tôi để hết ở trong cái hùng này. Ok ok, à, đồ quá trời luôn. Để con ghi ra trước mặt vậy. 800 cân thôi. Để vào cho cái bàn này luôn đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tha stone vào đây. Rồi behemoth làm thêm cái này. Ok, làm thêm được 2 cái rồi. À, vào lúc mà buổi sáng các bạn mình có chơi Forza Horizon 4 các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay game đó thì các bạn nhớ like ủng hộ mình game đó nha. Tại vì mình cũng không hứa là sẽ ra đều video đó hàng ngày, tại vì nội quay cái ARK rồi mà không có thời gian, rồi mất công là quay thêm thì nó sẽ không có video ARK, phải không? Thà mình sẽ chuyên tâm vào ARK hơn, các bạn cũng thích điều đó mà đúng không? Cho nên là mình khi mà mình rảnh rỗi mà hết sức có thể mình mới quay được. Lol. Thiếu stone, lúc nào trong tình trạng thiếu stone hết. Mình sẽ cố gắng hết sức để kiểu như kết thúc season này nhanh nhất để qua Attention DLC Attention chơi các bạn ơi, mình nôn quá. Tại vì lúc mà mình vừa nghĩ là Attention nó ra rồi, mình chỉ vừa đủ thời gian để làm được một cái clip gọi là review thôi. Attention là khó lắm mấy nhau nha, không phải là dễ như nặng đi đâu. Khó lắm phải không? Đã chứ hả? Ờ, khó lắm, boss các kiểu khó lắm ấy. Boss toàn lên tới tuần triệu máu cơ, chứ không phải là lên được mấy trăm nghìn máu hay như nào đâu. Ui, nghe đã thế. Khó lắm đấy. Nó còn có mấy cái kiểu đi đép cái thính nó có kiểu 5 quay ấy. Đi đép cái thính của nó rơi ra ấy. Như kiểu cái kiểu là cái dưới vũ trụ đó mà nó rơi xuống ấy. Thiên thạch ấy. Đã chứ à. Toàn thú level 5-600 rồi. Hèn chứ tôi thấy ít người chơi Attention ha. Nó khó phết mà, nhưng mà bên đấy nó farm được element đúng không ạ? Nếu mà chơi official là sư được farm element. Đúng rồi, tôi thấy có mấy con stat dễ farm lắm. Giết nó là sao mà. Không, mình tôi đang bảo element thẳng luôn cơ, chứ không phải là element dirt đâu. Có vậy hả? Ừ. Trong game này có mỗi cái map đấy nó farm được element thôi. Kiểu như là chơi mấy cái server đó các bạn thì kiểu như có cho phép được roll đồ đúng không ông? Kiểu như chuyển đồ qua lại ở giữa các cái DLC ấy. Nếu chơi cái map đấy không phải để chất lượng đồ nó cao lên, chất lượng đồ thấp một trắng như kiểu anh em mình chơi là không đủ nhiều đâu. Ý tôi nói là chuyển đồ từ cái server này, kiểu như từ cái map này sang map khác ấy. Đúng rồi, chuyển được không? Official là chuyển được không ơi? Mấy ông lấy đồ thác nữa nha. Thác hơi sắp hết rồi. Đồ gì cũng chuyển được. Em thèm con cá mặn quá. Để làm con cá mặn ăn chơi. Rồi ok, 17 cái rồi các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đi xây tiếp nào.
Nó mỗi lần xây là mỗi lần canh canh hiểu quần luôn. Còn nó có ngay hay không đó các bạn. Ai ai vậy? Mấy hôm nay tôi không vào season của bọn mà bên server kia có tôi gắng chung rồi. Mai tôi phải vào tôi xem. Lâu quá không chơi rồi, có bị gì không? Có bị ra ông chơi PvP hay PvE? PvE mà. À PvE thì thoải mái. Nhà mấy cả nhà. À nhưng mà nhà tôi với cả nhà mấy ông ấy là đầy đủ. Không còn thiếu cái gì cả. Chủ yếu chơi PvE thì chơi chơi ngắm cảnh chứ cả lương thôi, chơi để thú vui thôi. Chứ đâu có phải đấu chiến tranh như đâu mà sợ. Chưa phá đảo mod. PvE mà bọn tôi chơi mấy tháng rồi đấy. Ui hơi bị rộng nha các bạn, hơi bị rộng nha, mình tính sai con mẹ nó rồi. Ok, các bạn chờ một tí đi, mình pick up cái này cái lại. Rồi ok ok được rồi. À, ui sao đứng rồi à. Ui không biết nó có vuông góc mà mình thì thích cái gì nó vuông đấy các bạn. Ôi nó xéo rồi xéo cũng được không ạ, thì tí được. Tôi là phải vuông rõ vàng lắm. Đây, nhiều thế này mới được đấy. Các bạn để góc nhìn thứ ba xây hồi nãy hồi chiều này tôi mới xem được cái một cái clip của người nước ngoài chơi về ARK mà nó xây trên lưng con quét rồi nó biến thành nguyên cái phi thuyền luôn. Không? Nó từ cái platform nó xây thành nguyên cái phi thuyền luôn, đẹp thất thân. Nó phải hỗ trợ mốt các kiểu ấy mới có cái tiếng. Tôi thấy nó chơi góc luôn, nó chơi mấy cái function góc luôn. Nếu mà về xây vô đây thì nó hơi bị lúng thôi các bạn, nó hơi bị lúng. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ xây như thế này. Hợp lý. Ok, coi đây nó có hở hay không. Ui, nó hơi bị xéo nè các bạn. Không sao, hở một chút gì không sao, nhưng mà nó ngay là được, nó ngay là được. Hôm nay thì chúng ta sẽ xây cho hoàn thành tất cái công viên đi các bạn, rồi tập mình nghĩ là từ từ tập sau mình sẽ tem nhiều con cho các bạn xem, rồi sau đó mình thả vô đây và bật hết Wondering luôn, là các bạn thấy là nguyên cái sở thú là tuyệt vời luôn đấy, con nào cũng có. Mình nghĩ tôi nghĩ là mấy tập sau mình sẽ đánh qua khu vực núi tuyết đi ông ơi. Mà bây giờ phải đi kiếm để chế cái áo bộ lông. Qua bển mình tem con mammoth cái đã. Để nó farm gỗ cho mình hơi tốt hơn. Bộ lông. Hôm bữa tôi thấy ông có chế cái bộ đồ một cái áo thôi đúng không? Áo gì không? Cái áo lông á, áo chống lạnh á. Tôi đã chế cái nào đó. Ủa vậy hả? Giờ ai chế ta? Ai gánh hán giờ có khi nào qua ấy đâu mà chế sĩ này chứ không đâu á. Chứ thằng sĩ. Ủa sĩ đâu tiêu rồi, nãy giờ không thấy nghe nói chuyện ta. Ui nó mình chơi hơi bị lớn luôn các bạn ơi, mình chơi lớn quá các bạn ơi, mình chơi lớn quá. Ui. Ủa sĩ đâu ta?
Ôi, xéo rồi, xéo rồi. Sĩ nó đi đánh đĩ rồi ông ơi. Yeah. Đẹp thế. Ui, không cần phải rộng thế đâu ạ. Thế này là quá rộng rồi. Tôi muốn làm cái gì nó thế kỷ hơn, không hiểu không? Chứ vài bữa nữa là mình thêm nhiều con nào mình cũng thêm, kiểu như mình thả một bầy vô đây, một cái hệ sinh thái mà. Tôi đang xây cái hệ sinh thái mà, chứ không phải là xây bình thường đâu. Vậy chứ vài bữa sau là ông thấy nó chật liền à, ông thấy nó rụng rạc liền à. Nó ồn ào liền các bạn. Ủa, anh sĩ đi ngủ rồi ta. Quỷ này. Sĩ nó đi chơi đĩ rồi. Ui. Đấy, nhỏ mà láo lắm. Nhỏ mà láo à. Vãi cái lồn. Toàn bảo anh em đi, rủ anh em đi chơi cà phê. Thằng em bố đá thấp. Ông rảnh ông chế giùm tôi mấy cái behemoth đi. Đây, tôi phạm đồ cho ông chế. Ok, ok. Tôi phạm đồ gỗ nhá. Ok. Đấy. Các bạn thấy mình có ngầu không? Được rồi, một cái hệ sinh thái to vãi cái cức luôn. À, khu vực nước cạn này chúng ta sẽ nuôi cá sấu các kiểu các bạn, hải ly đồ. Ủa, sao đặt không được nhờ? Ok, được rồi. Đó, mình đoán là khoảng chừng 20 cái behemoth nữa là chúng ta sẽ đủ. Ui, ngầu thế. Đây 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 là cái con T-Rex Tech nè các bạn. Tech T-Rex nè. Tech Rex. Ok, Tech Rex. Ui. Cứt nó mà mình tưởng là cái cục trứng, cái trứng của nó không. Hello sir. À, B he. Ok, chúng ta tiếp tục nào các bạn. Xì con nữa đúng không? Ông có làm gì không? Vâng, vẫn đi farm cũng. Ông đứng bên store kia, ông chuyển store qua tôi rồi. Má, tôi khổ quá. Đâu store đâu? Nè, store bên cái thùng này nè, bên cái này, cái ông chuyển qua tôi. Ui, chục ui, cái nữa. Ấy. Ok. Này ông ơi, nhặt cầm. Ok, ông cứ vứt qua, tôi lượm hết, tôi lượm hết. Mình cứ tưởng là không như không đủ chứ. Mình nghĩ là như đây là quá đủ luôn các bạn. Quá đủ luôn. Chân ông ấy, chân ông được rồi. Ok. Ok. Rồi, nhặt đồng. Mười cái nữa và cái này thiếu cái wood đúng không? Wood thì đúng wood đúng không? Wood bên store này còn có đóng không ơi? Tôi nghĩ là đủ, Ông cứ vứt qua tôi. Ok. Các bạn thấy vận chuyển không? Giờ phải cái đáy. Ui, 15 cái dữ vậy. Rồi, ok, tôi nghĩ là được rồi đó. Để tôi đặt thêm 10 cái này nữa rồi còn thiếu nhiêu tôi tính tiếp. Ok, let's go các bạn ơi.
tôi mà xây xong chắc thêm cả đống thú bỏ vô đây chứ má, nó đi hơi bị nhức đầu. Đi hơi bị nhức đầu vậy các bạn. Đáng lẽ là kiểu như mình sẽ xây sinh thái ở chỗ khác để mỗi lần qua thăm không ở chung tụi nó, nó sẽ hơi bị nhức đầu luôn các bạn. Nhưng mà mình sẽ xây một cái khu đặc biệt dành cho những con to lớn, tại vì nếu mà nó đi qua đi lại á, đi qua nhà mình á thì mình hơi mệt về cái khoảng đó. Đó, sớm tối không ai ngủ được luôn ấy. Khúc này sáng được ta. Ôi. Tôi phải cái đấy. Ui, khúc này xây không được rồi ông ơi. Khúc này nó bị gì các bạn? Có nhiều vùng đất mà ARK nó không cho chúng ta xây. Kiểu như nó cấm vậy đó. Không, tôi xây được không? Đâu ông đưa đây mà. Chờ tôi một tí, tôi xây bên này cái. Không được, tôi xây cũng không được đâu. Nên là tôi quăng ra mấy cái nè. Thử coi. Đây đi. Ông lắp lại khoảng trống nữa kìa. Không được, đỏ lẻ hết rồi đúng không? Ui vãi cái lồn, cái gì vậy? Ui ông ơi. Vãi cái lồn thanh niên này lại đắp vô cái chỗ mà y chang là mình đã xây luôn, vãi cái lồn. Thế là rớt đồ ra cái đống luôn. Ui vãi không được. Cái không sao, quăng lên được rồi. Tôi đưa ông hết trơn rồi, Tôi chết mẹ rồi. Còn cái nào không vậy? Con không? Sao không được nhỉ? Ui vâng, với cái lồn. Đấy. Đây mà. Với cái lồn. Đâu vậy? Ok. Không cho xây. Không được. Cái chỗ đó nó bị gì các bạn, cho nên không xây, mình phải tính lại cái đường khác nữa. Khó này. Tạm thời chúng ta sẽ để vậy đi. Hôm nay mình xây một cái cầu đi, một cầu bắt xuống đi. Cái cầu bắt qua sông bên kia hả? Thấy hợp lý đấy, bắt qua cái đảo. Qua tảng đá này cho nó đẹp mà. Chỗ này không, xây... cái chỗ đó nếu mà nó không cho xây thì bất cứ cái gì cũng không cho xây đâu mà. Thời luôn. Ấy gì vậy? The Driver Huntman War Skill Diplom. Bạn thằng ấy. Chắc là lỗ ở ngoài. Ô cô con nào đang đánh con gì của mình ý? Đánh con mô xe với cổ dài á ông ơi. Xong rồi ông để nêu trời. Tôi chưa xây chỗ cho nó. Đánh cả mô xe kìa. Ok, vừa khích cái lỗ đít luôn anh em ơi. Và xong. Quá đủ luôn các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Bên đây chúng ta không xây nha. Chúng ta sẽ xây railing để giống như là làm cái chuồng các bạn. Làm cái chuồng thì không cần phải nhất thiết là phải dùng ghét behemoth. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắp lại những cái khoảng trống đó. 4 cái hả? Làm thêm vài cái nữa đi. Rồi, như vậy là quá đủ rồi. Cái con mô sa mà tôi không thể nào mà đem nó vô được ông ơi. Tại vì cái vùng ở trong bên trong này mình là cái vùng nước nông. Mà con mô sa thì nó rất là to các bạn, cho nên là hôm qua mình lội cái buổi trời mà không chen chân vào được. Mình muốn cất nó vào sâu hơn mà không được, mình phải để nó ngoài luôn các bạn. Rất là khó. Mà cái chỗ của mình á thì ngay cái chỗ mà nước sâu á lại là một cái gọi là một cái thung lũng nữa, kiểu như cái vách nữa. Bước xuống cái là hụt đầu liền. Nên rất là khó. Cảm nhận chiếc mô sa. Cắn gần chết mô xa. Really? Ok, tôi để nêu chờ rồi không sợ. Tôi sợ là nó đuổi theo mấy con kia là nó bay, nó chạy đi luôn chứ không gì.
Ok, xong rồi anh em ơi. Đấy. Rảnh rỗi thì mình sẽ disable hết tất cả cái cửa nha, để mất công nó auto mở mất công lắm. Ôi nó vô tới đó được rồi hả ta? Nếu được thì tốt, tôi xây cho nó cái gateway luôn. Coi coi ông có thể tiến sâu vô không ta? Follow. Này các bạn thấy không? À, nó có thể đậu dưới đây thôi. À, bước ra vài bước thì nó sẽ thụt đầu liền. À, chúng ta có thể xây ở đây. Ok, để mình thử nha, để mình thử nha. Hợp lý. Ui, được không ơi, được không ơi. Hay đấy. Xác vô. Ui, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. À, mình sẽ bao bao nguyên cái cụm đảo này luôn nha các bạn. À, mình sẽ xây vài cái rồi mình tới cái chỗ này nè, mình sẽ bo vô. À, kiểu như đây là cái bến tàu. Ừ, hợp lý. Khoảng 3 cái gateway nữa là được. 3 cái gateway nữa là ổn áp luôn. Ui. Sao ai xây mấy cái cam này ở đây trời. Và cái cam để cho nước thì nghe có vẻ như vô lý nhỉ. Ủa, thế mà vấn đề đẹp đúng không? để tôi đem gỗ ra tôi bật lửa lên cái làm sao. À, b h 1 2 3 4 đi, một thêm cái nữa rồi. Ông giao nhìn đàn cá mập bên ngoài buồn cười. Đợi chờ tôi tí. Rồi và bây giờ thì hoàn thành sứ mệnh. Không biết là con Mosa nó có thể chui vô được không nữa. Nếu mà chui vô được thì quá tốt. Ông bờ dầu không? Hả? Ông nhìn đàn cá mập của ông bờ dầu không? Má cái lường. À, thà như vậy các bạn, thà như mà nó cắm đầu xuống thì mình chịu hơn, mà nó đưa đầu lên nó nhìn thấy nó nguy hiểm lắm các bạn. Ui sao nó không vào được đây. Thử coi. Ui vào không được rồi ông ơi. Không vào được, vào được, vào được. Hên xui, hên. Mình sẽ enough only. Cái gì mà auto. Đâu rồi, auto blow only hả? Đóng lại đi. Rồi. Ui. Và bây giờ thì để cái này bên đây. Ui nó vướng cái đuôi hay sao đấy. Ok có vẻ như hợp lý. Nó dưới nước khó xây lắm rồi. Ơ, sao xây không được? Ui, ui sai sai. Hello. We are close, sorry. Yeah, can I? Ok, xong các bạn ơi. Ui, à. Ui á, đồ sọ thế không? Phải như thế, phải như tàu ấy, cái tầm như thế. Ui.
Đó, tự nhiên ở đây có cục đá các bạn. Đó, hơi bị vô duyên. Hơi bị vô duyên cái chỗ đó. Ok, không sao, miễn là nó vô được cái khu vực này là được rồi. Nó vô khu vực cai quản mình của mình là được rồi. Nó hơi bị vô duyên. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào Railing nha các bạn. Thì bây giờ để mình xem coi Railing thì mình sẽ mô phỏng cho các bạn thấy là cái đường này đi ha. Mình sẽ xem một cái function bắt từ đây nè, trải dài qua đây, sau đó đây là cái đường đi này thăm ra tham quan cái bến tàu của mình. Ok, như vậy là vài cái function và wrap thật là nhiều railing. Railing thì chúng ta sẽ wrap cỡ 3 tầng railing là hợp lý, hoặc là 2 tầng thôi là cũng được rồi. Tùy theo cái mức độ to của khủng long nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ function gỗ thôi. Mình sẽ chơi gỗ cũng được mà đá cũng được. Nhưng mà mình ưu tiên là gỗ. Fiber. Đây chờ, thiếu fiber, để cho mình lấy. Đây function khoảng chừng ok 1 2 3 4 5 6 7. Ok rồi, sau đó chúng ta sẽ tính tới railing. Railing thì có hai loại đá và đá ở ba loại đá, gỗ và metal các bạn. Mình nghĩ nếu mà metal ở gỗ thì nó sẽ như thế này, nhìn nó cũng nói chung là nó được, nhưng mà nó không bằng cái đá. Đây các bạn thấy đá nó có lằn 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 như vậy nè. Nhưng mà mình thì thích gỗ hơn. Tại sao các bạn biết không? Cái mình thì thích cái khoảng những cái khoảng trống như thế này nè, để chủ yếu mình nhìn vào con khủng long. Chứ cái đó thì nó cái railing nó khá, mình thấy nó chắc chắn thiệt á, cũng ổn áp thiệt á, nhưng mà cái viền đá này nó to quá. Không? Cho nên là mình sẽ ráp gỗ chứ mình không ngại về cái vấn đề không ngại về cái vấn đề vật liệu, thấy không? Đây, để đây. Rồi, để mình ra mình đây là cái đường đi nè. Ếch lút nó xây rất là dễ các bạn. Ếch lút xây cực kỳ dễ luôn. Và bây giờ mình sẽ demolish lên cái. Đây là cái đường đi nè. Nếu mà thích thì mình mở thêm hai lane luôn. Mở thêm hai lane luôn. Chơi là phải chơi quậy, thấy không? Mở hai lane luôn đi cho thoải mái. Sau đó chúng ta đi ra bến tàu này nè, đó đi như thế này, đi như thế này ra bến tàu. Đây là cái đường mà băng ra bến tàu nha các bạn. Đó, đường này chỗ này có một cái ngã ba băng ra bến tàu hợp lý. Mình nghĩ là mình sẽ xây pilot để kiểu như là nó là một cái cột đó các bạn, để mình có thể xây ở giữa biển, xây ở giữa mặt nước. Mình mong là mình sẽ xây được thôi. Function như vậy chúng ta wrap nhiều, thật là nhiều luôn. Đây. Và đi lấy fiber. Fiber con này có chưa? Chưa có fiber đúng không? Con này lấy fiber cũng ghê lắm các bạn. Đó, nhanh hơn mình lấy nhiều ha. Muốn đi dần vô lúc nào đi. Muốn đi vô lúc nào đi à. Không ngại, không ngại. Cái con bờ te của thằng sĩ hồi nãy nó bắn xỉu đâu có tiêu rồi. Chắc là bắn con này quá các bạn. Hết. Hả, cưng mày lắm mới cho mày ăn thịt ấy nha mày. Thử coi. Con này có thịt đùi không? Không có thịt đùi hả? Cho nó ăn thịt này đi. Trả lời tao mày. Ở cái tập mà Themosa các bạn, mình có lượm được cái viên đạn mà mình có giết được một con, cái con mà ốc mà cái đuôi bạch tuộc đó các bạn. Thì mình đã có amorphin và mình đã chế được cái viên đạn này. Và mình chưa kịp review cho các bạn tại vì mình chế được duy nhất đúng hai viên thôi.
thì mình cảm giác như là nó bắn nó rất là sida, nó không bằng cái viên đạn shocking thề luôn ha. Và cái hình như mình cái đạn này á, nó yếu hơn cái đạn shocking. Và nó sao ta, cái này nó có ghi chú cái gì nè, nhưng mà mình thì không biết, mình không biết tiếng rành tiếng Anh, để một hồi Hoàng Anh vô thì mình hỏi Hoàng Anh coi như thế nào. À, và bây giờ thì sai. Ui nặng thế. Bỏ fiber vô. Ui vác được theo có mấy cái à. Để số 1 đi. Rồi vào đây thì chúng ta sẽ xây đó. À, các bạn thấy không? Thà nó mộc mạc đơn sơ vậy mà nó đẹp. Đấy. À, rồi sau đó mình sẽ xây chồng 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 lên như thế này. Đó, đây là cái đường đi chúng ta phải khang trang được. Đó, phải để đây như thế này đó. Ở trong thì chúng ta sẽ để khủng long. Đó, tùy theo kích thước khủng long mà chúng ta sẽ xây một len ha, hai một 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 cao một hay là cao hai. Ok, xây tiếp nào các bạn. Tạm thời mình sẽ xây bên trong trước các bạn. Xây bên trong nó dễ hơn, còn ở ngoài thì mình còn có một cái function nữa, cho nên từ từ xây. Mình đang đợi làm function. Đấy, tới đây là chúng ta hết rồi. Tới đây chúng ta hết rồi. Và mình nghĩ là ở đây mình sẽ demolish. À, cắt giảm chi phí. Rồi ok. À, mình còn tính xây ở trên những cái vách núi nữa kìa các bạn. À, mình mai mốt mình sẽ làm xây xây ở vách núi. Các bạn biết là chơi sinh tồn không nhất thiết là chúng ta phải tối ngày đi tem, mà chúng ta cái sở thích, có nhiều bạn có sở thích là xây dựng lắm, xây những gì mà mình thích, nhìn nó rất là đồ sộ. Đây là một cái thế giới mở mà còn cho phép mình sáng tạo nữa mà. Và mình xài hết rồi đúng không? Ui mình làm hơi dư, cái này nó cũng ráp chậm quá. Sorry anh em. Ui. Trở về đây. Có vẻ như nó không cho mình xây ở dưới các bạn ơi. Ui, gắn 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 gấu ghém được các bạn. Gấu ghém được, gấu ghém được. Ui, sao kỳ vậy? Ừ. Phải vậy chứ. À, ông ơi. Ông ơi, ông quay lại cái Ui. wrap wrapping ít lút, ông lấy giùm tôi railing đi, rồi ông để ông xây cái hàng kiểu như là hàng rào mà giống như cái đường đi như thế này nè. Đẹp lắm ông ơi. À. Chỗ đấy mình cần gì mình sẽ hàng rào đâu không? Được, tôi lên idea tôi tính toán hết rồi. À, công trình tôi nghiên cứu mà, cái hệ sinh thái của tôi mà. Hợp lý Ok, thế lắm. từ nhà mình luôn gì? Từ đây gì? À, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đó, ông xây cái hàng đối diện là đúng rồi, hay hay quá hay quá. Đó, và đây chúng ta sẽ bắt đầu nè, từ bên đây đâm thẳng luôn ha các bạn, đâm thẳng luôn, hết hết function mẹ rồi. Từ từ nha ông, tới cái khúc mà có cái lóc này chìa ra là cái đường đi, ông chìa cho tôi hai ô, còn như là ông cứ bích lại hết cho tôi rồi. Ok, cứ ấy lúc thì tí là tiếp, chuyển Ok tiếp. ok Ui các bạn thấy không? Đó, từ từ mình sẽ cắm đuốc vô. À, tí nữa ông rảnh ông làm tôi mấy cái đuốc mà mình cắm ở mấy cái gốc là đẹp cực kỳ luôn. Hoặc là mình chơi đèn điện luôn cũng được. Không mà tôi nghĩ là đuốc nó sẽ đẹp hơn. Ủa ai đây? Ông sĩ vô sao không nói gì em? Alo. Alo, 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 alo. Sao nãy giờ em re vậy? Em đi đâu vậy?
Trời ơi, đang chơi bỏ mặt anh mới em chơi vậy đó. Trời ơi, coi ai coi được mà. Nãy hồi nãy Không em một nói lời em tiếng đi nói làm gì con được. cá mặn ăn đó. Thôi, mày đi bùi viện mày ngắm vếu gái, mày nói thẳng Đi ra. bùi viện. Có cam bùi viện đấy. À, Ủa hay. em đi farm anh tí fiber. Fiber. Ừ, lấy con móng tay dài đi cho nha. Ok, và đây chúng ta sẽ đâm thẳng ra cái bến tàu ha. Chạy đi thằng nhóc. Ui, chúng ta không cần phải xây bài lát nữa các bạn ơi. Ở dưới này nó có kiểu như cái nền sẵn rồi. Cái này giống Minecraft vãi cái đái luôn các bạn. Thề luôn. Ui, hơi bị ổn ấy, hơi bị ổn. Mà tốn hơi nhiều potion không sao. Thà vậy là khỏe các bạn. Khỏi xây bài lát rồi lặn xuống tùm lum mệt. Tới khi nào nó hết cho mình xây thì thôi. Ông ở nhà ông ráp giùm tôi mấy cái potion nữa không? Ui chết mẹ, nó hết hết cho xây rồi. Ok. Ui được rồi các bạn, hay quá. Cứ thế mà chúng ta đã ra tới bến tàu rồi. Hay quá. Nó lọt xuống đây là không 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 đi được luôn ấy. Có fiber chưa sĩ? Dạ. Em đang bị ông Hoàng Anh bắn ngất rồi nè. Ôi vậy cái đấy ông ơi, cho nó farm tôi ông ơi. Tôi có lỗi một phép đấy. Cho bạn Ui, tôi cất đi không lại. có lửa làm Mới sao mà mới có khói. Ơi thấy chưa? Đi phong fiber Bắn đi. sao chạy ngay cái cửa nó cứ mở hoài. Chứ sao, ta cửa tự Mẹ động không mà có em. mở. Cửa xịn vậy. Chứ sao. Thất 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 đây Ê, đây chắc em thiếu đây một có thằng bắn em. Em đây có thằng bắn em. Anh đây có người bắn em. Em đây có đợt theo gì ấy. Để con theo Cái gì. gì? Cái gì bắn mũi tên anh? Mày như là ta bảo là lấy cái theo gì mà farm fiber mà cho nhanh mà. Đâu ông chế cái gì nào, tôi chế cho nào. Rồi giờ ông chế tôi mấy cái thất đi, tôi đang chế potion nè. cái 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 Mấy cái 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 đèn cái đuốc á mà ông cắm đối xứng hai bên ha. Ok. Vừa vừa đủ, ông thấy sao vừa đủ là được, tôi giao cho ông cái đó đó. Thấy vừa đẹp là được. Game Anh là đem dễ. trái cây gì cho anh ăn nè. Rồi bây giờ còn vài cái potion và railing. Hồi nãy ông đặt hết railing chưa không? Ông ơi, quán ơi. Tôi chưa. Là thằng kia nó bắn đấy, tôi ngất giờ này. Thôi đừng có đừng quậy nữa, đừng quậy nữa. Ông vứt Đây, tôi mấy cái rồi lên. Nó găm tim rồi, nó găm tôi vào đầu rồi, nhìn này. Rồi rồi rồi, tôi thấy rồi. Thôi đừng nói nữa ông ơi. Ở kia, thằng kia đừng bắn nữa. Ông vứt đầu tôi trước thì ông xỉu gì xỉu. Thật đấy. Chết mẹ, bắn sao nói chuyện đéo được luôn rồi. Thằng bắn lờ đâu rồi. Tôi lại có tôi bị được nữa đi. Thì tôi chế 25 cái đuốc nhá. Ok, cứ chế. Cứ chết đi. Chế hồi chết. Đây, chúng ta sẽ xây tiếp rồi các bạn ơi. Ok, tạm thời xây đây, chắc mình xuống nước mình xây cho dễ. Đây đây đây. Có ếch lút này nó xây dễ cực kỳ luôn các bạn. Phai gốc này dễ, mấy cái gốc là dễ gì xây được như thế này. Ui, lại xây thiếu nó rồi. Ui, sao mới nhảy lên nhảy xuống vậy? Thôi mà nó bắn tôi gần gắt rồi ông ơi.
Ôi quá đã rồi à. Phải như thế này chứ. Potion nữa. Potion. Ai. Ok đi đặt tiếp nào. Đó là giỡn đi. À, chết mẹ luôn. Okay, có không sao, hôm nay là không có tem con nào để cho hai thanh niên nó xả chết hết các bạn. Bắt giết khủng long luôn. Cái lồn gì thế. Nhìn ra nhà, hủ hồn chưa. Sợ chưa, sợ chưa. Leo khủng long đồ. Ôi. Đứng đâu cũng long đồ. Cần xỉu đồ. Ui, hụt đồ. Hụt đồ. Ui, ông chế mấy cái đuống này có cắm được đâu ông. Mệt điên. Hai thằng đen đứng yên. À lì đây, lì đây. Lì phải lồn thôi chứ. Hello anh tôi. Hello anh tôi. Mũi tên cắm vô hơi nhiều. Vãi cả lồn ạ. À. Quán ngoài mình thấy chết mà. À. Thằng thứ hai. Hai tụi bay nằm yên đó cho tao. Nằm yên đó. Tao nhét video tao xin vô họng hết bây giờ đó. Nhét video tao xin luôn kìa. Khủng khiếp thiệt. Nằm yên đó, nằm yên đó. Nằm yên đó mà ăn năn sám hối đi. Có... Dạ hai đứa có quà không? Đó, hai đứa quà không? Quà. Nói lên tiếng. Quà chứ. Quà chứ. Quà không? Quà. Quà anh có chịu quà không? Quà thôi. Quà thôi. Quà thôi. Quà thôi đúng không? Quà thôi. Má hồi lù lù hai thanh niên đè thông đồ hình đó, mất công. Hòa thôi. Ta anh đeo mình hòa thôi. À, ông hòa với em kìa. Anh ơi. Em chưa tỉnh ông quốc em. Ê. Ok, ông lấy cái đầu rồi các bạn ơi. Bây giờ còn vài miếng nữa thôi. Máu còn trâu quá. Quá tuyệt vời. Mình xây càng nhiều sẽ càng lắc nữa các bạn. Nên là cũng phải ráng xây trong tầm thôi chứ không có xây nhiều được. Ông chàng điếm kìa anh ơi. Selling. Hai cái selling thôi là được rồi. Và grailing thì chúng ta sẽ làm thêm khoảng chừng một chục nữa thôi. Rồi như vậy là chúng ta đã xong, hoàn thành xong cái đường ra bến tàu. Nhân vật của em mới chơi đồ rồi anh ơi. Ê, ui, bắn nó đi. Còn nhiều potion nữa các bạn ơi, còn nhiều potion lắm. Để mình cái đường bên kia có một lane à. Mình cần phải làm thêm hai lane. Ôi tôi chết cha, tôi chỉ nhầm cái đuốc này ông ơi. Đuốc này không cắm được. Thì bởi vậy, trời ơi, nãy giờ tôi nói không rồi. Cái đuốc mà cái cây dài dài ấy.
Đây chúng chơi cái đuốc cầm. Ui các bạn thấy đẹp không? Quá chí luôn chứ. Ấy đói. Ui. Đấy. Thế là quá whip luôn, quá whip luôn các bạn ơi. Giờ chỉ xây thêm ở đây, ở bên đây. Alo anh ơi. Backup nó cái gì vậy em? À giờ em phải lên bệnh viện có chút chuyện. Ồ, ha. Thôi em đi đi. Dạ. Dạ dạ, em đi nha. Ok. Ô vừa tỉnh luôn, vừa đẹp. Tôi đã ao rồi ông mà. Kiếm cái gì? Cười con khỉ, chơi ăn điếm rồi còn cười. Tuổi gì thắng lại em? Em đi nha. Ok bye em. Ui nó xây ở đâu vậy ta? À đây đây đây. Cái đuốc này không xây được cạnh viền này, chỉ xây được kiểu bên trong thôi đúng không? Mình có thể đặt bên trong thôi đúng không? Ừ. Nhưng mà mỗi một góc mình để một cái đuốc thôi, chứ mình không phải bất để nhiều đâu không ạ. Ừ. Để cái này nó không thấy sao mà đẹp hợp lý là được. Okay. Đuốc này tên là gì nhá? Đây à. Ok, xong rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì chỉ việc đặt railing lên thôi. Ui, còn khoảng 4 cái nữa là xong. 4 cái railing. 5 cái railing. Quá chí luôn các bạn ơi. Ui mình có thể đi ngang luôn kìa. Chắc là mình sẽ xây xen kẽ quá các bạn. Xây xen kẽ là khúc này đặt railing, khúc kia một lốc đặt một lốc không vậy đó. Railing 5 cái. Thôi nói chung là xây nhiều 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 lên đi. Rồi 10 cái à. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn ngắm lại có nhà mình còn con chim nào không ta. Đó 11 thì đi bắt lại chim thôi các bạn ơi. Đây. Ui hơi bị rộng luôn các bạn ơi, hơi bị rộng luôn. Chí vậy. À, 11 mình sẽ xây cái kiểu như là cái tòa tháp ở trên đây nữa nè. À. À. Xây tòa tháp ở trên đây để quan sát khủng long. Mình nghĩ là mình sẽ để mấy cái con to các bạn, mình sẽ để cho nó đứng yên. Còn những con nhỏ nhỏ mình sẽ cho nó đi đi lại trong cái khuôn viên này, trong cái hệ sinh thái này. Hợp lý. Ví dụ như mấy con to Gigant hay là Bronto hay là T-Rex nè, hay là Bino thì mình sẽ để đứng yên. Ví dụ như cỡ kích thước của cái con Megatherium này nó nhỏ thì mình sẽ để nó đi tới đi lui. Và mình sẽ xây một cái lồng chim luôn ha. Lồng chim thì cần rất nhiều là cái crystal. Lồng chim mà bằng kiến luôn. Đấy. Nó sẽ giống một cái mod cái lồng chim hình tròn. Nhưng mà tại vì mình không có cài mod cho nên mình sẽ chơi thủ công luôn. À, ở đây chúng ta có thể ngắm cảnh được luôn. Đấy. Ui đẹp thế. Tự xây rồi tự khen nó hơi bị trơ trẽn. Góc này chúng ta sẽ xây lên. Sao chỗ này mình xây không được ta? Đấy 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 à, cứ cách một lốc mình sẽ xây lên một lần. Thử coi nó như thế nào, mình sẽ thử một đoạn thôi nha các bạn.
Chỗ này thì không đẹp. Ok. Pick up nó. À, phải có phải khu vô khu 1 2 3 4 đúng không? Xây hai cái này luôn. Đấy. Đấy, hợp lý. Cứ cách một lóc mình xây hai lần đi. Đã cái đoạn kia nó lỡ như vậy rồi thì mình sẽ xây luôn. Ui, nhìn nó hơi bị đẹp đấy. Bên đây không có. Các bạn xây phải đối xứng. Từ từ mình sẽ tu bổ lại, tại khái là hôm nay tập hôm nay như thế thôi. Và mình tạm thời mình cũng chưa có xây về cái vấn đề ở dưới biển nữa các bạn. Chưa xây hệ sinh thái dưới biển, nhưng mà không sao, mình từ từ mình sẽ chỉnh chu hoàn thiện hơn cái hệ sinh thái riêng mình. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này nha, và đừng quên để lại một like, share giúp cho mình tạo động lực làm tiếp những tập sau của All Survival Evolution 1 Legion Combat nha, cùng với Hoàng Anh và những người bạn ha các bạn. Bye bye mọi người nha. Chào mọi người nha.